Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Như đã nói ở clip trước thì chiều nay mình với mẹ sẽ đi hái lục bình để về làm cơm chiều. Món thịt ba rọi kho với mắm rốt. Sẵn tiện đây thì mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái cánh đồng lúa trước cửa nhà mình nha. Nhà mình nằm hướng này, còn cánh đồng lúa thì nằm ở đây. Rồi, giờ mời các bạn cùng đi ra đồng hái rau nha. Đây quá trời bông lục bình luôn các bạn ơi. Không ngờ mùa này mà nó còn nở bông nhiều như thế này. Thường thì lục bình nó sẽ nở vào cái mùa cận Tết các bạn, cái mùa mà bắt đầu có gió chướng á. Cái này mà hái ăn với lẩu mắm là bá cháy luôn các bạn. Rất là nhiều người còn chưa biết là bông lục bình ăn được. Bông thì mình có thể ăn sống nè. Mình ăn với cá kho mình chấm, hoặc là mình ăn với lẩu. Còn cọng lục bình thì cũng có thể ăn sống luôn, hoặc là mình luộc rồi mình chấm chao, hoặc là chấm với mấy cái món kho. Bông này không chấm sống, còn này mình luộc hả Minh? Dạ. Nè, cái bước này mình ăn ngon nè. Cũng như nó nở, nó chưa có nở hết nè. Ăn nó sẽ giòn hơn đúng không ạ? Nó giòn, nó ngọt ngon. Rồi mà chỉ con cái cách hái sao mẹ? Rồi đây vậy nè. Tới chỉ cho. Đây. Đó. Đây. Khúc này non nè. Đó. Rồi mình lấy phần dưới. Khúc này là mình luộc. Đó. Khúc đó mình ăn đó đó, non. Mới hái có xíu thôi mà quá trời luôn rồi nè các bạn. Vừa có bông mà vừa có cọng lục bình luôn. Chiều hôm nay món ăn của mình rất là dân dã, đạm bạc, nhưng mà bảo đảm ăn rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến nha. Đầu tiên mình sẽ cắt thịt ra trước. Cắt vuông vuông nè ha. Ồ, cái này sát cục hơi bự bự hả mà. Vậy đi con, sát thêm nhỏ nhỏ. Cho ớt vô ha. Ớt. Tỏi băm. Hành tím băm luôn. Đó, mình chừa số nạn hồi đó mình phi cho nó vàng ha. Rồi, mình cho bột ngọt vô rồi. Nửa muỗng hạt nêm đây. Một muỗng đường. Rồi. Một
Cái bông lục bình này nó rất là dễ bị dập các bạn. Lúc nãy hái nhìn đẹp lắm mà rửa xíu nó bị ướt, nó dập rồi nè. Còn đây là mắm ruốc đây các bạn. Mắm này mẹ mình chọn cái loại mà mắm ruốc người ta pha sẵn để mình ăn trái cây á, nó không có quá mặn, nó vừa ăn. Thì mẹ nói là làm cái này nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ bắt dầu lên để mình thử xả với tỏi nha các bạn. Hầu như món nào làm cũng có cái công đoạn này hết. Có công đoạn này hết. Xả dầu. Vào xả mẹ băm rất là nhuyễn luôn nè. Cho hành tím với tỏi băm vô luôn. Ngày mai tao sẽ bắt cào cào cho mày ăn nha. Ồ, chịu phải không? Ờ, gật đầu kìa. Ờ, nó gật đầu liên tục luôn kìa. Bữa giờ không có bắt cào cào cho ăn. Chịu không? Mai bắt cào cào cho ăn nha. Ôi ôi, gật đầu kìa. Trời ơi. Khoái cười, khạc 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 luôn. Rồi, cho nó hơi vàng vàng thì được rồi. Nó thơm. Hồi đó giờ con chưa thấy mẹ làm món này cho nhà mình ăn bao giờ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mẹ chưa có làm bao giờ luôn. Wow, cục thịt của mình giờ nó săn lại, nó có màu hồng hồng quá, đẹp mà. Cho mắm vô. Ừ. Trời ơi, cái mùi mắm rốt nó thơm. Con cứ bị thích cái mùi mắm. Mắm rốt hay là mắm cá linh này nè. Nói chung thích ăn cái món gì mà có mùi thủm thủm, thậm chí cả hộp vịt thúi luôn á. Trời ơi. Lâu rồi không ăn hộp vịt thúi. Wow, giờ nó có cái màu đẹp quá nè. Bây giờ mình sẽ cho một ít nước vô nha. Cái này mình sẽ chừa nước sạch sạch. Sạch sạch là mình chấm rau. Để rồi mình chấm rau chứ. Rồi. Cái nồi bên kia thì mẹ đang bắt nước để ngồi chuẩn bị luộc rau nè. Còn bây giờ mình sẽ thêm ớt vô. Đây. Mắm là cha không ăn được. Cho nên làm món này là chỉ có mẹ với mình ăn thôi. Thôi còn mấy trái ớt nhỏ nhỏ mình bỏ vô hết luôn mẹ. Bỏ hết rồi. Cái cay cho nó ngon. À, cái màu mắm này nó đậm vừa phải, hấp dẫn lắm mà. Ừ. Đó, con mắm mình mới lựa mắm này là người ta sơ chế rồi á, nó ít mặn. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho lục bình vô. Lục bình này mình nấu với canh chua cũng ngon. Ngon. Đặc biệt là nấu canh chua cơm mẻ. Ừ. Ngon. Rồi, để coi nồi thịt của mình tới đâu rồi. Cũng gần cạn nước rồi nè. Đây, đây. Rồi, không có thêm gì luôn. Nếu mà nó có lạc thì mình thêm một miếng mắm hoặc là một miếng nước mắm. Còn này nó vừa mình khỏi thêm gì hết luôn. Cho xuống luôn. Đó, màu mắm đẹp quá ha. Ờ, cái nước nó sạch sạch. Sạch sạch, mình chấm rau mới ngon nè. Rồi, mình nhắc rau xuống luôn nha. Trời ơi, nó còn xanh rất là tươi ngon. Wow, bàn ăn của mình hôm nay trông rất là thịnh soạn. Mặc dù là những cái món ăn đạm bạc thôi các bạn. Nhìn cũng bắt mắt quá. Nhìn là muốn ăn cơm liền luôn. Gặp ngồi ăn ở ngoài vườn như thế này nè. Mọi người nhìn ra ngoài nè. Ngoài kia là cánh đồng cỏ với ruộng. Đó, trời đã về chiều rồi.
Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá, đói bụng quá. Rồi, ăn cơm thôi. Rồi. Rồi, mời cả nhà mình cùng ăn cơm chiều, một bữa cơm đạm bạc nha. Mời mọi người ăn cơm nha. Đây, chan nước lên để mình lua. Mày có chan nước không? Chan, ngọt chứ. Chan nước cơm dễ lua, chan nước lên. Thơm quá. Sao? Nó vừa ăn mà cái cảm giác cái mùi mắm ruốc nó nhẹ thôi. Ngày xưa con đi ăn ở ngoài quán, cái lúc mà thời duyên người ta làm chắc là mắm chưa có pha chế nhiều cho nên là ra cái màu nó tím mà tím nó mặn lắm, nó mặn lắm, nó đậm đà, nó mặn. Còn cái này nó vừa vừa mà sao nó có mỡ nhiều, mà mỡ cái này do thịt heo ra, thịt heo mỡ đúng rồi, thịt heo. Thịt heo ngon quá, có mỡ mỡ rồi. Lắm hả? Chấm sâu dưới chứ để lớp trên vào đúng không? Rồi. Mỡ. Mỡ heo là. Sai hả? Nước nó bị lọt nó sạch. Chấm lục bình vô. Rồi thì mình ăn mắm, thơm mắm thì nó mặn mặn rồi. Rau kẹp vô để cho nó dung hòa lại. Ngon quá, đậu đồng ăn sống cũng ngon lắm á, bắt hết. Rồi bây giờ ăn thử cái bông lục bình. Không biết cái bông hay là cái cọng nó sẽ ngon. Cái cọng nó ngon hơn cái bông. Cái cọng mà ăn nó giòn mà nó ngọt. Cái cọng này hả mà? Ừ. Nó sẽ giòn hơn. Ừ. Nhìn giảm hợp ngọt. Nó xốp. Nó xốp hơn là cái cọng này nè. Còn cái cọng bông nữa thử đây. Không ăn không bằng. Thì thấy mọi người con thấy cái cọng bông mà còn búp búp ăn ngon hơn. Cái búp ăn ngon, cái nở rồi. Búp mà mình đi hái vào buổi sáng á, nó búp. Buổi sáng nó nở phải không? Nó nở rồi tới chiều bắt đầu nó nở ra, bắt đầu tối đã tàn. Lục bình nè, mình luộc ăn nó lạt nhắt rồi. Ngược lại đậu rồng nha, mình ăn sống nó rất là ngọt. Nhai nó cái vị ngọt, có cái vị ngọt. Nên bỏ vô. Đậu rồng này nấu canh chua cũng được. Mà lục bình cũng nấu canh chua được luôn. Đậu rồng mà ngon nhất nè. Ăn nó ngọt ngay à. Ngọt là ngọt của rau. Chứ phải ngọt là ngọt cũng như trái cây. Mẹ lúc này sạch xong. Mẹ đâu ăn mỡ được phải không? Để con thắng với lục mỡ này. Cái món ngon vậy mà xưa giờ mẹ không giờ nấu. Trời ơi, cha không không ăn mắm được nữa. Mẹ mắm kho. Thịt nhà mình cũng ít ăn món thịt kho.
thịt heo kho. Thịt heo chỉ có mua sườn về nướng, không hôi xương thì mới con. Làm đá cay cay đúng không? Ôi, trời. Gì vậy? Ớt nhỏ cay xé gió luôn mà. Ớt hiểm à. Cho một nhát cơm, ngon quá. Kho vừa ăn quá mà. Cho ăn cơm trộn lua đã. Chiều nay không khí cũng khá là mát mẻ. Bây giờ chỉ chờ cho tới cái ngày mà ruộng khô cắt lúa để ra thả diều. Ruộng mấy bạn nhỏ chơi tán lon thả diều. Cắm trại qua đêm. Có nào là con mẹ phải ăn thêm ngày mai mới hết. Nhà cha không ăn mắm. Những cái món ăn đơn giản vậy mà ăn là thấy ngon, nó bắt cơm ăn nhiều quá. Nhưng bữa mẹ có làm cái món mắm cá lóc mà. Mắm cá lóc chưng. Chưng mình ăn với rau cải trời. Ừ, với rau ăn cua. Đất gì vậy? Là cái đất của mình. Ăn cũng ngon. Cá lóc. Bảo đảm. Cho dù sau này đi đâu đi nữa, mấy món này không đâu có bằng ở nhà mình. Ăn mấy món này là nhớ nhà đi. Chiều ngon, có bụng hay sao? Đâu. Không biết tới khi nào nhà mình mới có bữa cơm gia đình mà nó đông đông thôi. Năm người, sáu người. Sáu. Hai chị hai, cha nữa. Cũng như nữa. Cũng như cháu ngoại à. Cháu ngoại. Để bữa nào mà chị hai có về đây thăm qua thì mình sẽ giới thiệu cháu ngoại, cháu ngoại của cô ba cho mọi người xem. Nay là cháu ngoại cô ba được 6 tháng tuổi rồi. Da cũng đen đen ngâm ngâm. Nhưng mà đỡ hơn, đỡ hơn là mình rõ. Đến còn phải ăn một chén nữa. Nhưng mà khát nước quá mình phải vô nhà không biết. Thôi nhân tiện cũng xin kết thúc video tại đây nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.